Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày 5 tháng 8. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 5 tháng 8 năm 1934 là ngày sinh của Thái Thanh. Bà là nữ ca sĩ nổi tiếng, được xem như là một trong những giọng ca tiêu biểu của tân nhạc Việt Nam. Bà được coi là đệ nhất danh ca của dòng nhạc tiền chiến cũng như nhạc tình miền Nam giai đoạn năm 1954-1975. Tên tuổi của bà gắn liền với các nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy. Vào ngày này năm 1976 cũng là ngày sinh của Thúy Nga, nữ diễn viên hài người Việt Nam. Federica Pellerini, vận động viên bơi lội người Ý. Cô sinh ngày 5 tháng 8 năm 1988. Cô đang giữ kỷ lục thế giới 200m tự do nữ và giành huy chương vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Jessica Negri, người mẫu kim diễn viên người Mỹ, sinh nhật của cô vào ngày 5 tháng 8 năm 1989. Cũng vào ngày này, năm 1991 là ngày sinh của Esteban Gutierrez. Anh là vận động viên đua xe người Mexico. Năm 2008, Gutierrez giành danh hiệu vô địch Formula BMW Europe, trở thành tay đua Mexico trẻ nhất giành chức vô địch quốc tế khi mới 17 tuổi. Cũng vào ngày này, năm 1995 là ngày sinh của Pierre-Emile Højbjerg, cầu thủ bóng đá người Đan Mạch. Olivia Holt, nữ diễn viên và ca sĩ người Mỹ. Cô sinh ngày 5 tháng 8 năm 1997. Ngày mất của ai? Ngày 5 tháng 8 năm 1895 là ngày mất của Friedrich Engel, một triết gia người Đức. Ông cùng với Karl Marx đã sáng lập và phát triển chủ nghĩa cộng sản, lãnh tụ của phong trào công nhân thế giới và quốc tế cộng sản một. Marilyn Monroe, huyền thoại điện ảnh người Mỹ. Cô qua đời ở tuổi 36 vì dùng thuốc an thần quá liều tại nhà riêng ở Los Angeles vào ngày 5 tháng 8 năm 1962. Ngày 5 tháng 8 năm 1992 cũng là ngày mất của Honda Soichiro, người sáng lập hãng xe Honda. Sự kiện. Ngày 5 tháng 8 năm 1914 ở Cleveland, Ohio, đèn giao thông điện đầu tiên được lắp đặt. Cũng vào ngày này năm 1966, nhóm nhạc The Beatles phát hành album nổi tiếng Revolver. Vào ngày này năm 2007, Girls' Generation SNSD, nhóm nhạc nữ của Hàn Quốc lần đầu tiên ra mắt trước công chúng. Ngày 5 tháng 8 năm 2011, Yingluck Shinawatra được Quốc hội Thái Lan bầu làm thủ tướng. Bà là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử quốc gia này. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào lúc 7 giờ sáng mai tại Quốc TV. Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ.